chị Tuyết Giao bị chồng ở Hải Dương vũ phu, và câu chuyện đó đã xong. Và ngày hôm nay câu chuyện lùm xùm trên mạng xã hội và những lời chia sẻ lên và cho rằng chị Tuyết Giao là tiểu tam, để biết cái sự việc đó như thế nào thì anh em đến nay cũng hỏi chị Tuyết Giao, cũng như là một người anh Mẫn là cái người được cho rằng là chị Giao xen vào người thứ ba, để hiểu rõ sự việc này như thế nào. Mời quý vị khán giả lắng nghe chị chia sẻ, cũng như hai người chia sẻ một lần luôn nhé. Chào cả nhà mình nha. Giao xin chào cả nhà mình. Hôm nay thì Ngọc có đại diện mời chị Giao và anh Mẫn đến đây để cùng trò chuyện về cái câu chuyện lùm xùm như hôm qua giờ cả nhà cũng đã biết. Thì trước tiên là Ngọc cũng có đôi lời muốn nói, là tại vì cái câu chuyện mà giữa Ngọc á làm răng cho chị Giao á, nó không liên quan tới câu việc này, nhưng mà do là vợ của anh Mẫn là chị Kindy có điện nói chuyện với Ngọc rất là nhiều, nên là Ngọc sẵn đây thì Ngọc sẽ mời chị Giao với anh Mẫn để cùng nói lên cái câu chuyện lùm xùm này luôn cho cả nhà được rõ. Thì em muốn hỏi là chị với anh Mẫn là quen nhau lâu chưa ha anh? Thì mình biết Giao á là qua mạng. Thì hình như là sau Giao đẻ, sanh đẻ đó là khoảng 2 tuần. Dạ. Mình mới liên lạc Giao. Nhưng mà trước đó thì mình cũng có coi thôi, nhưng mà mình không có liên lạc. Dạ. Thì mình thấy em cùng hỏi với mình mà em bị nạn, em gả ra ngoài Hải Dương. Cái cuộc hôn nhân của em á, cái người mà chồng á rất là dã man. Thì mình rất là đau buồn. Nhiều khi mình coi tới mấy vết thương của em á, mình không dám dòm luôn. Yeah. Thì mình có nói với em á là Giao á, là mình có chuyến đi về Việt Nam kỳ này, mình dành thời giờ mình về mình thăm mấy đứa nhỏ. Thì sau đó thì mình biết á, là Mạnh Thường Quân á lo chỉ ban đầu thôi, sau đó thì họ rút lui hết. Thì Giao còn hai đứa con nhỏ mà Giao thì không có đi làm. Thì mình mới nói với Giao á, mình sẽ tài trợ nuôi hai đứa nhỏ trong lúc mà Giao còn yếu đuối, chưa có công ăn việc làm. Thì mình có gửi tiền hàng tháng nuôi hai đứa nhỏ. Dạ, em cũng xin nhắc lại ở đây là tại vì theo em được biết hôm qua giờ thì những người nhà của chị Candy là vợ của anh liên lạc chị đây và nói chị Giao là một tiểu tam cặp bồ, rồi nói chung là lấy tiền dụ dỗ anh đó, tất cả về mọi mặt. Thì em muốn biết là chuyện tình cảm của anh và bà xã anh như thế nào. Thì khoảng 4 năm nay mình với bà xã của mình á là sống giống như là mạnh ai nấy sống, tình cảm rất là lạc. Thì nhiều khi nó la gầy mình thôi, mình cũng làm thân phải không. Mình tí cứ nó đòi ly dị mình nói em muốn sao thì mình chiều, đừng có mà một chút xíu cái hồn mình hoài. Thì mình thấy Giao nè, nó rất là khổ, nhưng mà có nghĩa mình là vô mình nuôi chăm sóc hai đứa nhỏ, nhưng mà tiến tới hôn nhân mình với Giao á là mình chưa có tính. Thì mình nói Giao á cho mình thời gian 1-2 năm gì đi. Cho có nghĩa là chuyện tình cảm của anh và bà nhà là nó đang bị sức mẻ. Đúng và rồi. Có vợ của anh cũng đã đòi ly hôn. Dạ, nhưng mà cái chuyện mà anh với chị Giao khi mà chưa ly hôn, thật ra thì anh với dự tính thôi với bà xã anh thôi, chưa ly hôn, thì chị Giao có biết là anh có vợ không mà qua lại với anh? Khúc đó mình nói với Giao là mình ly thân bà xã rồi, biết không? Tương lai thì thí dụ mà
mình tìm hiểu em hợp với mình á thì mình mới tính tới chuyện xa nữa, nhưng mà bây giờ đó là cái quan trọng là mình chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi. Dạ. Chỉ là chị Giao hoàn toàn không có biết là khi mà mọi chuyện dở lẻ lên thì chị mới biết là anh với bà xã là còn chưa ly hôn. Đúng rồi, tại vì cũng như lúc đầu thì nói chuyện với anh trong khoảng thời gian qua lại thì anh nói là anh với chị nhà là không có sống chung đó. Rồi thì mình chỉ biết thì chị nghĩ là không sống chung nữa thì chắc có lẽ là ly dị rồi. Rồi tới chừng mà tới khi mà ngày anh Mẫn về thì trước ngày mà anh Mẫn về thì nói chung là chị với anh Mẫn vẫn nói chuyện, vẫn giỡn hết bình thường. Tại vì nghĩ là anh Mẫn độc thân mà, tại vì anh Mẫn là không còn sống chung này kia đó. Thì chị cứ nghĩ vậy. Rồi là chị cũng có, anh Mẫn cũng có gọi điện cho chị, thì chị anh Mẫn cũng có nói chuyện. Rồi là nó nếu như anh về thì em rước, thì trong đó thì anh Mẫn cũng có nói là nếu như mà về đi rồi á là trước tiên là thăm hai đứa nhỏ, sau á nếu như mà cảm thấy mà hợp nữa thì bắt đầu là tìm hiểu. Rồi xong á là hôm bữa là có đi về dưới Long An chơi, là khi anh Mẫn về là chị ở đây, chị ra đi đón xong đón anh Mẫn về. Đón về xong á thì bắt đầu là có đi về nhà chị xong á là có đi chơi lòng vòng xong sau đó về Long An. Nhưng mà nếu như chị mày là một người tiểu tam mà chị mà biết anh Mẫn mà có vợ rồi thì chị sẽ không bao giờ đi về nhà nội của anh Mẫn với lại cô anh Mẫn. Chị cũng không biết, anh Mẫn cũng không có nói gì hết, không có nói gì hết. Là anh Mẫn chỉ nói đó là đi về đó là để thắp hương cho ông bà nội, rồi về đó thăm mấy cô với lại chú với lại mấy em. Thì mình nghĩ là chắc là không có gia đình nên mới dẫn mình về nhà như vậy, là chị mới có đi về. Là trên đường đi về Long An là còn khoảng 10 cây số nữa tới, thì anh Mẫn có gọi điện cho người em con của cô, là nói bây giờ là anh đi về gần tới rồi, là nhờ bốc phòng khách sạn giùm. Thì là buổi chiều hôm đó là tới khách sạn thì có đi ăn với lại con của dì Năm. Thì đi ăn, nếu như mà thật sự mà chị mà lén lút chị là tiểu tam thì làm gì dám đi về gặp dì, rồi lại là gặp mấy cô mấy chú. Là có buổi tối đó thì đi ăn uống xong về thì qua ngày hôm sau thì anh Mẫn có dẫn chị là đi về nhà nội, là về đó là gặp chú với lại cô với thím, là có đi ăn sáng bình thường. Nhưng mà chị cũng không biết đó là anh Mẫn còn vợ, nói thật sự là không biết. Rồi đến khi mà đi ăn uống xong xuôi hết thì chú anh Mẫn với lại thím nói cái gì thì không biết, nên là anh Mẫn rất buồn, anh Mẫn mới đi về khách sạn thì cũng như là ngồi nói chuyện thôi. Thì anh Mẫn nói là bây giờ là sự việc nó là vậy đó, rồi là anh buồn, ảnh chỉ là anh buồn thôi chứ không có nói, là lúc đó là vẫn chưa nói là chưa ly dị vợ luôn. Chị cũng không biết gì, đúng không anh Mẫn? Đúng vậy, đúng không biết. Rồi xong đến khi chiều lại ngày hôm đó là đi ăn với lại thằng em mà anh Mẫn nhờ đi bốc phòng khách sạn, là lúc đó nói chuyện qua chuyện lại chị cũng không hề biết là anh Mẫn có vợ luôn, cũng như nói chuyện anh em là nói chuyện trên bàn ăn uống nhậu nhẹt thôi. Rồi đến khi xong xuôi hết thì mọi người đi về giải tán đi về. Thì sáng rồi hôm sau thì là anh tối lúc đi nhậu về thì đi vô phòng, thì là nói chung là chị không chồng, anh Mẫn không vợ, trai gái với nhau đi vô chung một phòng đó cũng là lẽ thường tình thôi. Tại vì vô lúc đó là anh Mẫn chỉ nói là buồn rồi về thôi, chứ hoàn toàn không có nói gì tới vợ chồng. Đúng rồi, xong á là nói chung á là đêm đó là chị với anh Mẫn ngồi nói chuyện tâm sự này kia, anh Mẫn chỉ nói anh buồn thì chị cũng ở đây chị khuyên thôi, chứ thôi giờ có gì đâu, buồn về Việt Nam giờ đi lại nhà chú mà chú không đồng ý thì thôi mình kiếm chỗ khác mình đi, chứ bây giờ lâu mới về Việt Nam. Rồi xong sáng ngày hôm sau thì mới có tầm hơn sáu giờ gì đó thì cô Sáu với lại cô Út gõ cửa phòng khách sạn, rồi bắt đầu hỏi chị, hỏi là không có hỏi, gõ cửa hoài, chị mới đi ra chị mới hỏi ủa ai vậy thì hỏi không lên tiếng, chị cũng không ở cửa. Xong chị hỏi một lúc thì bắt đầu nói cô Sáu, thì bắt đầu lúc đó là chị với anh Mẫn thì cũng như là sáng rồi hai người cũng đồng đang ngồi nói chuyện là suốt đêm là không ngủ luôn, tại vì buồn về nhà rồi gia đình gì thì vậy ra đó. Là cái chuyện đó mới có mấy cái tấm hình mà. Đúng rồi, thì, hai người và cô lại đập phòng xong cửa vô bắt đầu đòi quay phim chụp hình. Thì mình nói mình quen với nhau giàu có sao đâu, mà thì cổ nói hai đứa mà tụi bay ở chung phòng mà mày nói có sao đâu. Thì chính cô thấy mình có mặc quần áo đàng hoàng mà cô sao cô là lúc là đang ngồi nói chuyện, đang ngồi nói chuyện với Mẫn qua lại với lại có hai đứa em nó đi chung nữa,
không? Thì mình thấy cái đó thì thôi mình cũng không có bỏ qua đi. Rồi bữa mà 26 tây á, bạn mới bao xe ba người với nhờ một người bạn đâu ở Kiên Giang á, lại đồn công an Kiên Giang rồi thưa tụng gì tụng lum á. Không, cái đó để em nói rõ cho Ngọc nó hiểu luôn nè. Là lúc ở khách sạn xong rồi lúc đó chị cô Sáu với cô Út nói là anh Mẫn này còn vợ này kia chưa ly dị vợ, lúc đó chị mới tá quả ra. Chị mới tá quả ra xong á là chị cũng buồn, tự nhiên bây giờ mình vậy chụp hình mình lên này kia. Rồi chị mới có nói với anh Mẫn rồi đó là nói thôi giờ anh có vợ gì đó thì giờ anh nói chuyện với cô đi. Cái khi nào nói chuyện với cô xong á thì bắt đầu là nói chuyện với em. Thì anh Mẫn nói chuyện với cô này kia đó, thì anh Mẫn mới kể là cuộc sống vợ chồng ở đó như thế nào đó thì em không, là chị không biết. Rồi đến khi á là cô về, hai cô về thì chị có nói chuyện với anh Mẫn. Chị nói là tại sao anh còn vợ, anh chưa ly dị vợ mà anh lại nói với em là anh không sống chung với vợ. Thì anh Mẫn có kể với chị là năm 2018 đến hiện tại là anh Mẫn với vợ là như là mạnh ai nấy sống đó. Rồi á là vợ anh Mẫn á là cứ kêu á là ly dị đi, về Việt Nam cưới vợ đó. Rồi xong á bắt đầu á là chị mới có nói với anh Mẫn vậy, chị có nói là nếu như vậy thì thôi anh về anh giải quyết chuyện gia đình anh đi, em không muốn liên quan vô tại vì bây giờ em quá mệt mỏi rồi, tại vì em vừa mới bị cú sốc như vậy. Rồi xong bây giờ là chuyện này xảy ra nữa thì thôi. Rồi xong sau đó anh Mẫn nói thôi nếu em nói như vậy thì để anh đi về Kiên Giang với em, tại vì hành lý là để ở khách sạn Kiên Giang. Rồi xong đi khi về Kiên Giang thì là chị về nhà anh Mẫn là lấy quần áo đi lên chợ lớn. Anh Mẫn lấy quần áo đi lên chợ lớn xong rồi là hôm bữa lúc anh Mẫn có về thì chị có nói sắp tới nhà chị có tiệc đó là dỗ ngoại. Rồi xong là đến ngày đó anh Mẫn anh nhớ ngày, anh Mẫn anh nhớ ngày thì anh bao xe từ ở trên Sài Gòn, từ trên Sài Gòn anh xuống nhà chị dự tiệc. Xong dự tiệc thì trong lúc mà ăn nhậu bây giờ chả lẽ trong khi đó là anh Mẫn bây giờ anh là Mạnh Thường Quân mà trong khi đó là mọi chuyện gì đó nói với anh Mẫn vậy rồi thì bây giờ anh Mẫn cũng như anh là khách, anh tới nhà chị mà trong khi đó đám tiệc chống chân chả lẽ giờ chị đuổi. Thì bây giờ anh Mẫn xuống chị vẫn niềm nở, nói chung là bình thường đón tiếp chị, không có suy nghĩ bất cứ cái gì hết. Đến khi ngồi uống bia này kia cái nọ thì cái nào có thì tự chị có nói là lúc cũng là say lên thì anh Mẫn cũng có dịnh chuyện dày rồi dày, rồi chị cũng có dịnh ra đó là chuyện bình thường, thấy không, cái là không có gì hết. Cái đó là những tấm hình đó là ai chụp? Mình chẳng biết có ai chụp lén, chắc có họ quay phim rồi quay lên những rồi, cái tấm hình đó đó bà cô mình những cái tấm hình đó là chị nghĩ là những người trong bữa tiệc người ta đó là chụp ở nhà chị Giao quay thôi. Cái đó là cũng như là mấy anh chị em lúc đó là say vô rồi bắt đầu cũng như cầm điện thoại livestream hay là gì đó chụp rồi xong rồi bên đó người ta mới chụp lại, người ta nói là chị là giật tam. Rồi là từ hôm bữa tới giờ là từ ngày đó tới giờ là chị không có liên lạc với anh Mẫn luôn nha. Đến ngày hôm nay là tôi là ngày hôm qua đó là em mới gọi cho chị là em nói bây giờ là muốn liên lạc với anh Mẫn này kia đó, là bắt đầu là em liên lạc với anh Mẫn đó. Rồi xong rồi em mới nói là hôm nay nó có cái cuộc này. Yeah. Đó. Yeah.